Chợ Lùng Khấu Nhiên là một khu chợ nổi tiếng ở vùng cao Tây Bắc của nước ta. Đến với chợ Lùng Khấu Nhiên, các bạn sẽ nhìn thấy được nhiều vật dụng, đồ vật gần gũi, quen thuộc, cần thiết cho mỗi gia đình được bày bán như chiếc bình phun thuốc sâu, cuốc, cùi, chổi quét nhà, bát, đĩa, ấm chén, vân vân. Rồi nhộn nhịp cảnh trao đổi, mua bán, thăm hỏi. Tất cả tạo nên sức hấp dẫn của du khách riêng có của khu chợ phiên Lùng Khấu Nhiên. Giờ Hữu mời tất cả các bạn đi khám phá hết khu chợ vùng cao Tây Bắc này với mình luôn nha. Hello, xin chào các bạn của Hữu nha. Thì các bạn cũng có thể thấy ở sau lưng của Hữu hiện tại là khu chợ Lùng Khấu Nhiên ha. Thì đây là một khu chợ phải nói là vô cùng xa luôn mọi người. Và đường đi lên tới đây khó cực kỳ luôn á. Có những đoạn mà không có đường giữa ha, đường sình bùng rất là nhiều luôn. Và có những đoạn cây cối nó ngã ngang đường nữa. Thực sự là đến đây là phải nói là Hữu bỏ rất là nhiều công sức luôn các bạn. Rồi bây giờ Hữu xin mời các bạn đi dạo thăm khu chợ này một chút xíu với Hữu nha. Đây là chợ Nhà Lồng của chợ Lùng Khấu Nhiên ha mọi người. Rồi, còn đây là đường đi xuống của khu chợ. Tên của khu chợ hơi khó nhớ thôi các bạn. Nếu mà có một đoạn hồi đó mình đọc có sai thì các bạn thông cảm bỏ qua giúp mình ha. Khu này khá là đông đây các bạn ơi. Để bước vào bên trong chợ để xem cái cuộc sống của người đồng bào ở đây họ bán những gì nha. Hai bên chợ nè, các bạn thấy không, có khá đông người đồng bào. Như họ bán con mèo nữa các bạn. Mèo mình bán hả bác? Mèo bán hả? Mèo bán à? À không bán hả? À, mèo ai không biết. Còn đây là các loại bánh hiện đại nè mọi người. 30.000 một túi các bạn nha. Chỉ 30.000 thôi này. À dạ. Bánh này bánh gì vậy chị? À nội địa chung ha. Còn đây họ bán thớt nè. Rồi bây giờ các bạn nhìn sơ qua một vòng về khu chợ của chúng ta ha. Mọi người rất là nhiều người đồng bào ở đây luôn. Có những người đồng bào họ đang điệu con nữa nè. Rồi đi theo thứ tự nào đây? Bây giờ các bạn đi qua bên tay phải của mình trước. Họ bán một số loại thuốc gia truyền đó mọi người. Mình hình như là của Trung Quốc hay sao á. Bán mỗi thứ một ít thôi. Có dầu Phật Linh nữa. Đây là một tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ nè. Mà chủ yếu là bán đồ hiện đại không các bạn. Ví dụ như là cốm rồi bánh đồ này kia thôi, chứ không phải là một số cái loại bánh của. Ôi em bé đáng yêu chưa kìa. Rồi ăn dính miệng tùm lum luôn. Chủ yếu là thấy chợ này bán đồ khá là hiện đại luôn mọi người. Hôm qua hôm kia mình có đi chợ Bắc Hà thì chợ khá là truyền thống luôn các bạn. Mà nói chung là bây giờ mình chưa có thể nhận xét một cách chính xác được ha. Để thực sự mình bước vào bên trong để khám phá thì chợ như thế nào. Ở đây người ta ăn xúc xích vào buổi sáng mọi người ạ. Bao nhiêu một sâu đó ạ? À? Một cây đó ạ? À? 5.000 ha. À. Để em quay hết chợ kìa. À, chị ơi, mình là người đồng bào nào đó hả? Nùng ha. Bên đây cũng nùng luôn hả chị? À dạ. Ở đây chủ yếu là người gì với người gì vậy? Đó là người Nùng, người Mông thôi. À hai người ha. Nhìn ra sao là người Mông chị, người sao nhìn sao là người Nùng mà. Nhìn thấy cái mặt váy kia à. À mặt váy là người Mông đúng không ạ? Còn mặt quần là người Nùng. À dạ. Rồi em cảm ơn. Dạ em mới biết. Rồi, đây là người Mông đó các bạn. À, họ bán hạt giống á mà chủ yếu là đến từ Trung Quốc không à mọi người.
tiếp tục nha, để xem họ bán món gì. À, bánh hỏi. Đây các bạn, bánh hỏi ha. Bánh hỏi hả hả cô? Bánh cuốn. À, bánh cuốn. Bao nhiêu một dĩa lần à? 25.000 một ký. 25.000 một dĩa ha. À. Rồi, chút xíu quay lại xong. Cảm ơn. À, phiên chợ này chỉ duy nhất họp vào thứ năm hàng tuần thôi các bạn, và họp vào lúc khá sớm nha. Mày có mấy con heo nè, nói chung là đồ khá là hiện đại. Mọi người ở đây họ hình như là ít có sản xuất những cái mặt hàng gọi là địa phương ha. Cái này là ngựa nùng nè. Ờ, cô ơi, mình là người nùng đúng không cô? Vâng, người nùng ạ. À, dạ. Dụng cụ đi nương gãy ha. Đồ hiện đại không các bạn? Có nghĩa có thể là người king của mình á mang mấy cái đồ hiện đại này từ những cái trung tâm lớn nè, rồi vào bên đây để buôn bán lại cho những cái người đồng bào ở đây ha. Họ sử dụng các bạn ạ. Ở bên kia có hàng quán ăn nữa kìa, nhưng mà để mình đi hết cái khu chợ này cái. Tiếp tục là người nung. Dễ phân biệt mọi người, chỉ có phần lớn ở đây chỉ có hai dân tộc thôi là Nùng và Mông. À, Mông thì mặc quấy, còn Nùng thì mặc quần. Cái này là cái gì đây? Giống mấy cái lưỡi cắt của các bạn. Mấy cái chủ sạp á đa phần là người kinh của mình không mọi người. Còn người mua thì mới là người đồng bào ha. Tốt xong rồi. Ôi, mua cái gì ăn đi, cứ mua ngô thế này đấy à. Làm dũng. Bao nhiêu tiền vào hết luôn à. Mình chưa thấy cái gì nó đặc trưng ở đây hết. Rồi. Táo đồ này kia nè. Quá trời các bạn, cái cây nhóc này. Ôi, mía. Bà ơi, mía này là mình bán hay sao? Mía đó mình bán hay sao? Bán hả? À, bán hay là để mình ăn? 2.000. À, 2.000 một cút nha. Dạ, được rồi. Buổi sáng con chưa ăn gì hết trơn á. 2.000 một cút các bạn. Còn đây em bé. Chơi xa đi em. Dạ. Mình thật lạc nhá. À, dạ vâng. À, này bánh giống bánh cam á mọi người. Này. Chị ơi, bánh này bánh gì vậy chị? Bánh này nè, bánh rán. Bánh rán hả? À, ở trong là nhân đậu xanh đúng không? À, dạ được. Nói chung là nó cũng giống bánh cam á mọi người. Đây là mấy cái quầy thịt heo nè. Wow, các bạn ơi, cái gì mà cái chảo to dữ vậy? Chảo này để làm gì đây? Để xào thắng cố hả các bạn? Chắc là để nấu đám được, kiểu như có đám hỏi, đám cưới đồ này kia thì mua cái chảo này về để nấu đám cho cả làng anh luôn nè. Ủa anh cho em hỏi là cái chảo này làm gì mà nó to dữ vậy anh? Cái chảo này để làm nhiều việc lắm. À, để kiểu như nấu đám đồ này kia đúng không? Không có cổ được không? Cái này để... nấu cho lợn ăn phải không? Nấu cám cho lợn được, nấu rượu cũng được. À. Nấu cơm cũng được. À, dạ. Đủ cơm người ta cho một cái bài, cái không phải cái bài mà cái thùng gỗ thông ấy, nó đặt dạ. Trên này người ta đổ nước vào. À. Người ta đun cơm, làm nhiều việc, cái này nó làm nhiều việc. À, dạ. Tại em thấy nó to quá, em không biết là làm gì nữa. Dạ, em cảm ơn anh. À, còn cái kia là cái mâm hả? Cái mâm đấy ạ. À. Mâm của người Mông người ta. Em, à, cái mâm ở dưới nó có cái chân luôn hả? Đấy, cái chân đó. À, này các bạn. À, cảm ơn. Đây, cái mâm mà có cái chân luôn chắc là ngồi xếp bằng lại ăn quá ha. Người Mông người ta dùng. Dạ, vậy là để cái này ở dưới sàn đúng không anh? Rồi ngồi xung quanh nè. À. À. Ồ. À. Rồi em không... Người ta không có chảo này ạ? À? Có chảo nhưng mà nó không to thế này à, biết nó cũng không sâu như thế này đâu ạ. Chảo này người ta đặt
À dạ. Dạ dạ. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh nha. Tiếp tục là chăn gà gói nệm, thêm mấy cái ghế mũ, thùng phi trò chiếu nằm nữa. Mình thấy phần lớn là đồ hiện đại thôi các bạn. Giày dép này các bạn thời trang vùng cao ha. Sau những cái chảo to là tiếp tục tới những cái nồi cũng khá là to luôn. Người dân ở đây họ mua nồi to cũng có thể để nấu ăn cho heo, lợn, gà nữa đó các bạn. Tới cái khu ẩm thực vùng quê đây. Ở đây hình như các bác bán rượu hay sao các bạn. Đây. Cái này là rượu hả bác? Đây là rượu ạ. Cái này là rượu ạ. À rượu ha. Rượu này là rượu gì? Ngô ha. Mà uống nó có nó có giống như rượu ở miền xuôi không ta? Nó nhẹ hơn hay là nặng hơn ạ? Là 70 độ. À 70 độ là khá là nặng đó các bạn. Cái mic à, cái mic. Uống đi, uống thử đi, 70 độ uống đi. À, được được. Em không biết uống đâu hả? Được, cảm ơn ạ. Không sao không. Không sao đâu, em không biết uống. Rồi, người ta bán rượu đây các bạn. Rồi cảm ơn chú. Ở đây có hai quán mà mình thấy là đặc biệt luôn mọi người. Một bên thì bán khách toàn là đàn bà không ha. Còn bên kia khách toàn là đàn ông không à. Đó. Thấy không các bạn? Bây giờ mình sẽ vào quán đàn bà trước nha, để xem họ bán những gì. Ủa chị ơi, mình bán gì vậy? Chị bán bún hả? À, bún gì đó hả? Nè, bán bún bán phở ha. Rồi. À, cái hàng quán khá là đơn giản. Để bước vào gian bếp. Chị ơi, em xin quay xíu ha. Coi chị nấu nha các bạn. Này, chụm qua cái nồi nước. À. Dạ. À, phở hả chị? Cái này là đang là phở à? À dạ. Dạ. Phở đỏ à? Chụm nước nha. Rồi bắt đầu à. Bỏ miếng tiêu vô. Dạ chưa, vậy lần đầu tiên luôn à? Có nhiều người về quay lắm á. À dạ. Cái... như là tuần nào cũng có người mình quay sao ấy. Dạ dạ dạ. Cái này là cải nè các bạn, họ ăn phở với cải luôn. À dạ dạ, dạ cải chua đó. À. Cái này là cái gì chị? Cái này là chả. À dạ. Làm từ cái gì ạ? Làm từ thịt. À dạ, thịt heo ha. Vâng. Thịt lợn ạ. Rồi. Hấp dẫn ghê chưa. Rồi bây giờ chắc là nước dùng nè. Wow, có khói nghi ngút luôn các bạn ơi. Dạ. Bắt phở làm gà. À dạ. Trời. Một tô là vậy là bao nhiêu ạ? À? Một tô bao nhiêu ạ? 20.000 thôi ạ. À 20.000 ha. Rồi. Rồi em cảm ơn chị. Rồi, em qua đây. Bên đây bán đủ thứ luôn rồi các bạn. Đó, các bạn thấy đông ghê không? Mình bán gì đó chị? À, bán giống bên đây đúng không? Bán phở luôn à. Dạ, rồi bắt chào con cái đi. Dạ. Ủa mình là người đồng bào nào ạ? À? Mình là người đồng bào nào ạ? À? Nùng hay là hơ mông hay mông à? À. Mông cơ. Không phải là người này, không phải người Mông hay người Dạ. Người Mông. Dạ dạ. Mình ăn xong mình đi động ha bác. À, dạ. Đấy nhưng mà tụi đi ăn người Mông hết rồi mà. À. Không được, chuẩn bị lấy tin ấy. À vậy hả?
Chú này muốn đưa cho mình xem cái gì nữa các bạn. Để chờ xem nha. Có cái gì nữa không? Giấy tờ hả? Ồ, tiền gì? À, tiền đô. Đô, bao nhiêu đô đó? 10 đô. Dạ, 10 đô. À. Tiền đô. Lên đề. À, à, bộ bài, bài. Dạ. Dạ, không, khoảng 25.000 thôi. À, 250.000. Ở ở đâu mà chú có 10 đô đó vậy đó? Ở đâu có? Ở đâu mà có? Ai cho? Ai cho? Ai đưa cho? Hả? Dân đứng à? Gì chú? Nghe không hiểu. Người nước ngoài hả? À, người nước ngoài. Người nước ngoài cho hả? Dạ, sướng nha, người nước ngoài cho 10 đô. Hồi sáng sớm mình nhậu sớm vậy hả? Nhậu đúng không? Đang nhậu đúng không? Là bú gì mà. À, bú gì hả? À, bú y. À, bú y là nhậu sớm nha các bạn. Thế là thằng thiếu biến đất luôn. À, dạ. Ờ, à, tiền gì nữa đây? À, tiền cũ. Ồ, giữ giữ kỹ giữ ha. Quá trời. Lâu đời lắm rồi. Dạ. Tiền lâu hơn đợt trước nữa đó, đợt trước ngày xưa đó. Dạ. Này là 2 đồng nè. Ngày xưa đó. Đây các bạn 2 đồng. Còn đây bên đây là 10 đồng. Ở đâu mình có đó? Ở đâu mình có tiền này à? Ở đâu à? Ở đâu tiền này ở đâu ra? Không biết à. Cù mà cù. Ông cù á, cù là bữa là 25. À, ông cụ để lại, ông cụ để lại. Ông cụ hả? À, không biết đâu, cái này đang người. Ông cụ để lại các bạn. Ông cụ có cái ông cụ để lại. Dạ 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 dạ. Tiền cũ của người xưa năm 2 hào là mua mua ba cái số. Quá trời tiền. Tiền này năm bao nhiêu ạ? Tiền này năm bao nhiêu? Cho xem năm bao nhiêu nha này. Năm năm bao nhiêu? Năm bao nhiêu? Cái này là năm 1958. Năm mấy đây? 1958. Năm ba rồi? 58 rồi. Từ năm 58 luôn nhỉ? Là trước cả chiến tranh Việt Nam đó hay các bạn? Đúng rồi. Là này tiền Đông Dương đúng không? Dạ, tiền Đông Dương. À, tiền của miền Bắc anh, tiền của miền Bắc Việt Nam nè, tiền của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nè. À, bây giờ mình mới thấy tiền này luôn các bạn. Quá lâu rồi. Dạ. Cái tiền này. Quy đi là. Dạ. Rồi họ ăn uống nha. Thầy cho nha. Dạ, họ dành nhau cái tờ thể hiện này mọi người. Ủa anh ở ở đây luôn hả anh? Anh ở đây luôn hả? À, dạ. Mình là người Kinh đúng không? À, người Nùng ha. Đây là người Mông này, người Giao này, người dạ. Người Nùng này. À. Và đây là người Nùng này. Dạ. Đây là người Giao này, đây là người Mông này. Ủa sao anh nhìn mấy người này, này. À, mấy người này anh nhìn anh quen nhau hả? Biết cho nên cùng làm cùng xóm đó. À dạ, chứ nhìn trang phục đâu có biết được đâu đúng không? Đúng rồi. Dạ. Anh nói lại giùm em ơi, cái anh đầu tiên là người gì ạ? Anh này là người Giao này. Giao và tiếp tục. Không biết nói, đi cầm. À. Ông này là người Mông à? Ông này là bố y. Dạ. À, còn cái ông kia có người Giao. Dạ. Cái cô bán đồ là người gì anh? Bán đồ đây là bán phở đây là người Nùng. Người Nùng. À. Dạ. Còn anh là anh nói anh người gì? Anh người Nùng luôn hả? À, vậy là sinh sống ra lớn lên ở đây luôn anh hả? Với một cái là cho em hỏi là cái chợ này anh là thường thường là họp từ lúc mấy giờ đến mấy giờ và thứ mấy rồi? Chợ này là họp thứ năm. À. Thứ năm mà nó họp từ sáng đến tầm khoảng 12 giờ. À dạ. Hôm cuối năm này nó lại hơn đấy, tầm 2 giờ đấy. Dạ. Có ở đây mất nói được tiếng nhau hết. Dạ. Nhưng mà dùng là tiếng nói chuyện mà với nhau là dùng tiếng Kinh hay sao? Không, vẫn lúc thì nói tiếng của ông này, lúc thì nói của ông này. Nhưng mà vậy rồi sao hai mấy người lại hiểu nhau? Nhưng mà biết nhau mà. À, vậy nói là được nhau hết. Họ biết mấy tiếng luôn hả? À,
là mấy thứ tiếng luôn. À vâng, nghiệp quá. À, chúng ta tiếp tục qua bên khu vực cắt tóc để mọi người. Thực sự thì chợ của chúng ta không lớn lắm hay các bạn, nhưng mà các bạn thấy ở đây là có tới 4 anh thợ cắt tóc lên. Họ tha hồ cho các bạn lựa chọn thợ để cắt luôn ha. Rất là đơn giản các bạn, họ cắt tóc ở trên một chiếc xe luôn á, và ở phía trên chiếc xe có một cái gương, cái gương á, rồi sau đó là người ta ngồi trên những cái ghế này nè để cắt tóc. Và hiện tại thì mình thấy có một người đang cắt tóc ở đây luôn nè. Đây, các bạn cắt tóc ở vùng cao ha. Anh cắt tóc này lâu rồi chưa anh? Anh cắt được 3 năm rồi. 3 năm ha. Anh là người Kinh luôn hay là người đồng bào ở đây ạ? Anh là người ở đây. Ở đây ha? Huyện đây. Xa không ạ? Mình ở xa không ạ? Anh ở huyện Mường Khương luôn. Mường Khương ha. Ở huyện ra đây cắt tóc thôi. Dạ. Thì mình cắt một cái đầu với bao nhiêu ạ? 30.000. 30.000 ha. Đó các bạn thấy không? Cắt xong đẹp trai ghê chưa? Ủa nếu mà chợ họp mà mỗi tuần một lần á anh? Một vậy tuần là một không lẽ một tuần mình chỉ cắt có mình đi cắt có một lần thôi hả? Đây là mỗi một tuần ấy, thì đây là xã này thì là họp vào thứ năm. À dạ. Còn hôm qua thì hôm thứ tư thì họp ở Cao Sơn. À Cao Sơn cách đây bao xa không ạ? Bao xa? Cách đây cũng 11 cây đấy. Tầm 11 cây. Vậy là anh vậy một tuần anh sẽ đi cắt hai lần à? Anh đi cắt năm chợ. Xung quanh đây luôn hả? Đúng rồi. Nhưng mà mỗi ngày là một chợ hả? Đúng rồi. Anh có thể kể giùm em không? Ví dụ như thứ hai thì có chợ gì không ạ? Thứ hai á. Thứ hai là chợ Cốc Ly. Cốc Ly hả? Cách đây xa không anh? Cách đây cũng xa đấy. Vâng. Thứ ba là chợ Tạt Hàng. Cái gì ạ? Thứ ba là chợ Tạt Hàng. Tạt Hàng hả? Tạt Hàng. Tảng Hàng. Và thứ tư ạ? Thứ tư là chợ Cao Sơn. Cao Sơn. Thứ năm là chợ ở đây luôn đấy, chợ Lục Khấu Nhìn đấy. Còn thứ sáu chợ Tà Đắc Khâu. Đặc biệt quá ha. Thứ bảy là chợ Pha Long. Dạ. Còn chủ nhật thì về chợ huyện cắt. Cho em hỏi là những cái chợ đó chợ nào là lớn nhất anh? Em định đi quay thêm một vài chợ nữa nhưng mà không biết là chợ nào lớn nhất à? Chợ lớn nhất á. Nếu mà chợ lớn nhất thì có chợ Mường Khương, chợ huyện. Chợ huyện là lớn nhất. Dạ. Còn đông khách thì là chợ Cao Sơn cũng đông. Cao Sơn, Cao Sơn ấy. Chợ nào đặc biệt nhất à? Chứ nói chung là chợ nào mà anh cảm giác là nó thú vị á, để có gì mà lại quay à? Thú vị á. Dạ. Thì chợ thú vị thì là Pha Long cũng đông mà. Pha Long ha. Pha Long. Pha Long mà. Là cách Mường Khương tầm 20 cây gì đấy. Chợ anh nói là chợ là hôm thứ mấy à? Hôm thứ bảy. Thứ bảy ha. Rồi, một ngày gì mình cắt khoảng được, nếu mà hôm nay nè, ví dụ như hôm nay đi thì anh cắt được bao nhiêu cái đầu rồi? Chắc là cũng tầm 20 đến 25 cái đầu. Wow, nhiều vậy đó hả? Vậy chia ra, em tại vì em thấy hơi nhiều người cắt đó anh, nên là vậy là khách chia ra mỗi người một ít ha. Thì mình cũng có mở quán ở nhà mà, nhưng mà không, kiểu là ở trong thôn ấy là nó không có khách thì mình phải đi cắt chạy chợ xong mình về nhà mình làm. Có nghĩa là nếu mà chút xíu nữa, một chút nữa cái khu chợ này nó nghỉ họp á thì anh sẽ chạy về nhà. Anh về nhà nếu mà có khách anh lại làm. Bây giờ chúng ta bước vào chợ nhà Lòng xem như thế nào nha các bạn. Ở đây có một bé dịch đi lung tung đó nè. Rồi mình sẽ bước vào bên trong chợ nhà Lòng luôn đây. Kinh đô thời trang của buôn làng hả các bạn? Mà mình thấy vắng lắm luôn các bạn. Đang là mùa đông nên chủ yếu toàn là đồ đông thôi các bạn. Cái máy của mình nó đi ở xương nhiều quá, bây giờ nó động một chút xíu xương các bạn ơi. Nó hơi bị mờ một xíu, các bạn thông cảm nha. Chợ Nhà Lòng này có chút ép à. Mình đi ra bên ngoài luôn đây các bạn ơi. Một số cái đồ dùng thông thường nè. Còn đây là các sạp các bạn nhìn đáng yêu thật sự á. Chị này bán dao ha. Đây là người ta bán trang phục của người Mông nè. Một vài cái váy như không mọi người. Đây nữa nè, hạt giống nè các bạn.
Đây là gì đây? Đậu hũ kia mọi người. Đây là người Mông nè. Đó, các bạn thấy không? Còn giờ thì mình tản qua khu vực xung quanh khu chợ này một chút nha. Bên tay trái của Hữu lúc này là một quán ăn nhỏ nhỏ đây các bạn. Mình bước vào bên trong để xem họ bán những gì luôn nha. À, họ đang bán đồ ăn sáng á các bạn. Họ nhìn mình nhiều quá, mình cũng ngại lắm mọi người. Ở đây mình thấy có xoài lắc, xúc xích, chăn gà, rồi có cả khoai tây chiên. Sao là toàn món ăn vặt không vậy các bạn ơi? Ăn không biết là buổi sáng có hợp không nữa. Đường lên đây nó xấu như vậy luôn đó các bạn. Mình chạy hết mấy chục cây số mới lên tới được trên này. Đây là một địa điểm bán sim đó nè. Đó mọi người. Mình thấy có cái này khá là thú vị đây các bạn. À, một cái tiệm pizza vùng cao ha. Đây, bây giờ mình sẽ bước vào bên trong này quay luôn. Rồi vô chơi ké. Đây mọi người. Rồi, vui ghê không? Để coi ăn thục nha. Thanh niên vùng cao chơi nè. Họ nói tiếng đồng bào không, mình nghe mình không hiểu. Rồi, không vô. Tới hai bàn là đông lắm mọi người. Căng lắm à. Không hiểu. Thì một cái à. Một bài ở đây mình chơi bao nhiêu một tiếng rồi? Bao nhiêu tiền một tiếng rồi? Những thứ phim này cũng đã khép lại tập phim khám phá khu chợ vùng cao của người đồng bào Tây Bắc ở chợ Lùng Khẩu Nhiên. Rồi đó các bạn thấy khu chợ này như thế nào? Hãy để lại cảm nhận của các bạn cho Hữu và mọi người cùng biết ở phần nhận xét nha. Tập tiếp theo cùng Hữu đi khám phá đô thị lớn nhất của tỉnh Lào Cai này là thành phố Lào Cai. Một thành phố giáp ranh với nước bạn Trung Quốc. Mặc dù là một thành phố vùng cao, nhưng theo mình cảm nhận ban đầu thì khá là phát triển, quy hoạch khá là tốt nha các bạn. Các bạn nhớ nhấn like, share và nhấn chuông thông báo cho toàn kênh để cùng theo dõi với Hữu luôn nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào.